Liên quan vụ bắt 3 người trong một gia đình bán ma túy ở khu Mã Lạng tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Nhất đã khởi tố bắt tạm giam bị can Đinh Nikolai, hay còn gọi là Nam Vương Môi Trường Nikolai Đinh, 29 tuổi, ngụ ở quận Gò Vấp. Cơ quan công an còn bắt tạm giam 9 người khác để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị can Đinh Nikolai cùng 9 người khác bị trinh sát công an quận Nhất phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ trong chiều 13 tháng 6. Qua kiểm tra, trên người nhóm người này có nhiều gói ma túy. Kết quả test nhanh, bị can Đinh Nikolai cùng 9 người dương tính với ma túy. Nhóm này khai gần đây biết một người phụ nữ khoảng 50 tuổi bán ma túy trong hẻm 263 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận Nhất nên nhiều lần đến mua và sau đó bị bắt giữ. Bị can Đinh Nikolai được nhiều người biết đến với biệt danh Nam Thần mang hai dòng máu Việt và Nga. Người mẫu từng thi Vietnam Next Top Model. Bị can Đinh Nikolai từng tham gia nhiều game show, MV ca nhạc của nhiều ca sĩ nổi tiếng. Mở rộng truy xét, ngày 14 tháng 6, công an quận Nhất bắt giữ bà Trịnh Thị Hòa, 55 tuổi, và hai con trai Trịnh Bá Hào, 35 tuổi, Trịnh Bá Hóa, 33 tuổi, khi đang chuẩn bị giao ma túy cho người nghiện. Lúc này, trong chiếc ví da của bà Hòa có 13 gói ma túy, trong túi quần có 10 gói ma túy. Khám xét nơi ở của gia đình này, công an thu giữ nhiều gói ni lông chứa ma túy giấu trong nhà vệ sinh, bàn thờ, kẹt tủ. Bà Trịnh Thị Hòa khai do cần tiền trả nợ nên đã mua ma túy từ một người khác chưa rõ lai lịch rồi chia nhỏ ra bán. Hai con trai của bà này thì khai do không có công việc nên đã phụ mẹ bán ma túy để được mẹ trả tiền công. Riêng bà Hòa đã có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Công an quận Nhất đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ba mẹ con này để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Không, cái dần không được tưởng tượng là nếu mà hôm nay mình đi về không nhìn camera đấy thì mình sẽ sống thế nào. Bây giờ nếu như bạn ấy vẫn bảo là không phải bạn ấy thì em sẽ rất là nghĩ, em rất là hoang mang, cứ là ai và liệu là cái người đấy, người ta còn có một cái video nào ở đâu đó không. Mới đây, người mẫu Châu Bùi đã chia sẻ về việc bị quay lén trong nhà vệ sinh khi đang thử đồ tại studio ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Trong bài đăng, Châu Bùi cho biết, trước khi thử đồ, cô và ekip đã cẩn trọng kiểm tra gương, tường. Tuy nhiên, sau 30 phút làm việc, người đẹp 9X phát hiện chiếc đồng hồ gắn camera quay lén được giấu sau khăn trắng ở nhà vệ sinh. Khi trích xuất hình ảnh từ đồng hồ, Châu Bùi hoang mang khi những hình ảnh nhạy cảm của mình trong lúc thay đồ được ghi lại rõ nét. Sự việc khiến fashionista 9X khá sốc và đã trình báo lên cơ quan chức năng. Liên quan đến vụ việc này, chiều ngày 25 tháng 6 năm 2024, công an phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã lấy lời khai nam thanh niên được xác định đã lắp máy quay lén người mẫu Châu Bùi trong nhà vệ sinh tại studio. Theo đó, nghi phạm 24 tuổi này đã thừa nhận hành vi quay lén người mẫu Châu Bùi, đồng thời khai đây là lần đầu tiên thực hiện hành vi này. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ thêm lời khai và động cơ thực hiện hành vi của thanh niên này. Cơ quan chức năng xác định người này có làm việc tại studio là nhân sự chịu trách nhiệm chuẩn bị bối cảnh buổi thử đồ. Vụ việc của Châu Bùi đang trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội và khiến nhiều người bức xúc. Nhiều người tỏ thái độ bất bình lên án hành vi của đối tượng đặt camera quay lén. Theo cộng đồng mạng, vấn nạn quay lén trở thành nỗi ám ảnh không chỉ với người nổi tiếng mà còn của tất cả mọi người, đặc biệt là phái nữ. Bởi hành vi này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần, sức khỏe và danh dự người bị hại. Các ý kiến đều cho rằng đây là hành vi vi phạm pháp luật và mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm những trường hợp này. Trao đổi với báo Thanh Niên, luật sư Trương Văn Tuấn thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc đối tượng đặt camera quay lén Châu Bùi trong nhà vệ sinh là hành vi vi phạm pháp luật. Theo luật sư Tuấn, căn cứ quy định tại Điều 32 Bộ Luật Dân sự năm 2015, sửa đổi năm 2017, mọi cá nhân đều có quyền đối với hình ảnh của mình. Do đó, hành vi tự ý chụp ảnh, ghi hình người khác và sử dụng hình ảnh mà không có sự đồng ý hoặc sai mục đích như đã thỏa thuận mà gây ảnh hưởng đến nhân phẩm, danh dự thì bị xem là hành vi vi phạm pháp luật. Luật sư Tuấn phân tích, đối với trường hợp đối tượng đã thực hiện hành vi quay lén nhưng chưa phát tán, sử dụng thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng theo quy định tại điểm A, khoản 3, điều 7, Nghị định 144 năm 2021. Căn cứ theo quy định tại khoản 3, điều 102, Nghị định 15 năm 2020, mức phạt cho cá nhân có hành vi tự ý chụp, đăng ảnh người khác lên mạng xã hội mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. Ngoài ra, người có hành vi vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu phương tiện vi phạm hành chính, tang vật,
tức các trang thiết bị điện tử sử dụng để đăng tải các hình ảnh gây thiệt hại cho danh dự, nhân phẩm của người khác. Bên cạnh đó, luật sư Tuấn cũng phân tích về chế tài hình sự trường hợp người có hành vi sử dụng hình ảnh, thông tin đã quay lén của người khác với mục đích làm nhục, xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự, làm giảm uy tín của cá nhân thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với mức phạt tù cao nhất lên đến 5 năm. Trường hợp người có hành vi quay lén người khác, sau đó tàn trữ, lưu hành, trao đổi, vận chuyển, mua bán nhằm phổ biến hình ảnh, video quay lén với nội dung nhạy cảm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo quy định tại Điều 326 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với mức phạt tù từ 6 tháng tới 15 năm. Ngoài những chế tài xử lý này, người thực hiện hành vi vi phạm còn phải bồi thường mọi thiệt hại đã gây ra đối với nạn nhân nếu có, theo quy định của Bộ Luật Dân sự hiện hành. Theo luật sư Trương Văn Tuấn thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, thì để tránh trở thành nạn nhân của những kẻ quay lén, thì mọi người cần cẩn thận, đề cao cảnh giác khi sử dụng nhà vệ sinh, khách sạn hoặc những nơi công cộng. Trường hợp phát hiện những điều bất thường hoặc nhìn thấy những vật thể lạ có khả năng ghi hình ở những khu vực riêng tư, thì chủ động không sử dụng nơi này và ngay lập tức cảnh báo cho người xung quanh cùng quản lý của khu vực để được giải quyết. Trong trường hợp trở thành nạn nhân của hành vi vi phạm pháp luật, mọi người cần phải bình tĩnh và nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng để được can thiệp và hỗ trợ kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Không còn bình ắc quy, cũng chẳng có bảng điện tử. Thậm chí, đèn điện ngay trạm chờ xe buýt này cũng tắt ngúm, khiến cho nhiều người không khỏi lo lắng. Có chứ, nếu mà tới thui là thấy sợ nha. Như là khúc ở trên nữa, qua khỏi cầu Rạch Chiếc, có mấy cái chỗ nó hơi tối á, mình cũng không dám đứng đó đón xe buýt nữa. Nó rất là những bạn nữ mà đi buổi tối á, cũng hơi sợ. Từng biết phương á, biết bỏ đi nó qua, nó xe điện là chỉ có xe buýt thôi. Theo ghi nhận của phóng viên báo Thanh Niên, nhiều trạm chờ xe buýt nằm trên đường Võ Nguyên Giáp ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã không còn bình ắc quy và bảng điện tử. Có thể thấy trạm chờ xe buýt trước khu dân cư Estella trên đường Võ Nguyên Giáp có bóng đèn nhưng chẳng thấy sáng. Phía sau trạm chờ thì bình ắc quy cũng không còn. Nhiều người chờ xe buýt cho biết vì trạm chờ ngay khu vực có đèn đường chiếu sáng và đông đúc người qua lại nên họ chọn đứng tại đây để bắt xe. Như vậy họ sẽ an tâm hơn. Tốt nhất là có đèn, còn nếu mà bảng điện tử thì nên làm cho nó hiệu quả một chút. Tại vì nếu mà đèn bảng điện tử nó cũng trình bày giống như cái bảng giấy này thì họ cũng ít khi coi mà hiểu lắm. Rồi nhiều lúc cập nhật không có đúng thực tế nữa. Nên là nếu mà nó được cập nhật đúng thực tế, người ta còn tin vào đó được. Còn như chị nhiều lúc thì cũng không tin cái thông tin ở trên đây. Tại vì nhiều lúc nó không có đúng với thực tế. Cho nên là chị cũng không biết nữa. Giờ chị cũng chưa kiểm tra lại cái đó. Chị thấy trên cái bus map thì nó đúng hơn. Đặc biệt khi về đêm, việc tìm đúng chuyến xe buýt lại càng khó khăn với những người không quá thông thuộc về việc di chuyển bằng loại xe này. Họ đành chọn cách hỏi những người xung quanh hoặc tự do tìm trên tấm bản đồ giấy như thế này. Một số người mà không biết hoặc là không rành thì cũng có thể khó khăn. Đối với một số người trẻ hoặc là dùng app thì cũng là bình thường. Tại vì thậm chí có một số cái chỗ chỉ có cái bảng này thôi này. Chỉ có cái bảng xanh ở sau này, không có máy hay không có gì hết. Chị coi trên bus map, với lại chị đi quen cái số đó rồi thì chị biết xe đó sẽ đi. Còn những người lạ không biết thì chắc là họ phải hỏi những người ngồi đây nè. Hỏi với một số trạm chờ xe buýt tại các tuyến đường khác ở thành phố Hồ Chí Minh, tuy có đầy đủ đèn chiếu sáng, bảng điện tử và bình ắc quy, thế nhưng lại bị vẽ bậy. Có thể kể đến trạm chờ xe buýt này nằm trên đường Trần Não, cũng ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đã xuất hiện các vệt vẽ gây bất mỹ quan đô thị. Mà cái đó nó sẽ làm xấu cái chỗ, giống như là những cái nơi mà mình cần nhìn nó sự trang trọng hay là sao đó, mà giống như chỗ bến xe buýt của vài chỗ công cộng mà mình vẽ lên thì nhìn nó mất mỹ quan, nó không có đẹp, nhìn nó hơi lộn xộn. Mình cũng không thích mấy cái đó.